Chặng 4 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 4 tháng 9 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 cũng như là website thể thao.vtv.vn và ứng dụng thể thao VTV Sport. Kính mời quý khán giả chú đón xem. Và phần cuối của bản tin thể thao là gương mặt nổi bật tại giải xe đạp quốc tế VTV Cúp 2019. Năm 2017, ở chặng 5 đua cá nhân tính giờ tại Quảng Bình, dù không có xe chuyên dụng nhưng LX vẫn đạt thành tích tốt nhất 12 phút 19 giây. Năm 2018, ở chặng 10 đua cá nhân tính giờ tại Quy Nhơn, thêm một lần nữa, LX khẳng định vị thế số 1 ở nội dung này khi có thời gian nhanh nhất 10 phút 50 giây. Hai năm qua, LX xứng đáng với danh hiệu chuyên gia đua cá nhân tính giờ của VTV Cup. Đua 10 km, bạn phải dồn toàn lực mới có thể giành chiến thắng. Đó là cuộc đua của ý chí và tốc độ. Hiện tại, LX đang đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng cá nhân, hơn Áo Vàng và cũng là đồng đội ở đội Bài Lai Đồng Nai, Jordan Para, 20 giây. Ở chặng đua cá nhân tính giờ hôm nay tại Sầm Sơn Thanh Hóa, nếu thi đấu tốt và đạt thành tích vượt trội, LX hoàn toàn có thể thay đổi thứ hạng và thu hẹp khoảng cách với Áo Vàng. Năm nay sẽ khó khăn hơn, nhiều đối thủ nặng ký hơn và tôi sẽ phải rất tập trung để giành chiến thắng. 3 năm tham dự VTV Cup, thành tích tốt nhất của LX là hạng 4 VTV Cup 2016. Năm nay, chàng rể Việt này rất muốn tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại VTV Cup sau 4 lần tham dự, chứ không chỉ riêng chiến thắng ở các chặng đua cá nhân tính giờ.